chân anh đi vì chẳng còn ai mong. Còn đi suy nghĩ, em trong quán đã. Xuyên lên cho tao có được đấy. Bây giờ để em đã biết anh rồi ta.
lại bằng lòng anh. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Anh chẳng nói một câu thì vì giận em chẳng bao. Tao là đàn em của chị Huỳnh Viết Thường Cruz. Chúng mày muốn làm gì chị ấy? Thì bước qua xác của tao đã. Trong đầu em còn thương rồi nhớ.
mày chất cao cho tao, xem anh quang của con một gì nhé. Nắm tay em thật lâu, tròn đôi có nhau. Thật lòng anh lại nhớ khi ta tờ tiền 500k anh quang nhận ra em những đấy.